Dạ, mến chào tất cả cô chú, chào mừng cô chú đã quay trở lại với kênh. Hôm nay thì con cũng tiếp tục mời cô chú ghé lại vườn của em nha. Gieo luôn một số cây bonsai để bài giống như mọi khi heo chú. Thì cũng cập nhật mới liên tục cho cô chú mình lựa chọn ha. Trước mắt là những cái cây trang đỏ và trang sen mới nè cô chú, rất là đẹp luôn. Đợt này thì cây cũng giống như mấy clip trước chú, cũng cây cũng già cây ha, già cây chi cành lớn đẹp. Đó thì hôm nay mình có đỏ, sen, hồng. Hồng là hồng ngọc mai chú với lại mai chú thủy nữa ha, thì cũng rất là quen thuộc rồi, thì mời chú cùng gặp lại em nhà ha. Rồi chào Nhàn ơi. Chào anh Khánh ha, chào toàn thể cô chú anh chị đang theo dõi kênh bonsai lục tỉnh miền Tây. Chúc cô chú anh chị mình ngày mới luôn thành công cô chú anh chị ha. Hôm nay nhà vườn mình cũng có một số cây bonsai hoa kiển mini để bàn ha, trang đỏ, trang sen, rồi mai chú thủy, hồng ngọc mai cô chú anh chị. Dạ rồi. Mời cô chú anh chị vào xem chi tiết ha. Món chuyên về trang với cây mini món trang quen thuộc đẹp thôi cô chú anh chị. Dạ. Chú anh chị nào thích cây đẹp, cây trang đẹp thì liên hệ sớm mình. Chứ hàng xấu xấu thì mình ít có mua lắm, cô chú anh chị có mua ha. Đặc sản của em nhà đây. Đế đẹp, cốt cành đều ha, làm bonsai ha. Dạ. Rồi, vô luôn cây. Rồi, cây này hoành là 23 ha, mã này là mã B1 ha. Đế quá đẹp. Là 50 ha. Cây này cao 13. Cây đầu clip này bán 300 ngàn ha. Cô chú anh chị nào xem mua mở hàng đầu clip cái quá đã luôn chú. Quá rẻ ha. Ưu tiên cây đầu clip. Một cục tròn xe luôn. 300k. Cái 300. Lý thì giá nó phải hơn nhưng mà mình bán đầu clip một cái cho nó rẻ ha. Cô chú anh chị mở hàng. Rồi, tiếp theo là mã B2 ha cô chú anh chị. Chú thích cây cái này thân nó là như là 20 21. Thích cái thân to thì cây này quá đã nè. Hoành 20 cô chú anh chị, heo 20 ha, cũ là 40, cũng đặc đẹp ha cô chú anh chị, lùng lực tay cành đều ha. Dạ. 300k luôn cô chú anh chị, bao phí ship toàn quốc ha. 300. Trang sen ha cô chú anh chị. Dạ rồi. B2, rồi, xin đổi cây. Cây mới lớn đẹp già, giá dễ chơi. Tiếp theo là mã B3 ha cô chú anh chị. Cây này thì đế cũng rất là đẹp ha cô chú anh chị, tay cành đều. Hoành là 21 ha cô chú anh chị, chiều cao là 13 ha, nồi đế là 49 ha cô chú anh chị. Cây này giao lưu với cô chú anh chị mình cũng 300k ha, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. 300 mã B3 ha cô chú anh chị. Dạ. Yeah. 300k bao phí ship toàn quốc. Rồi. Đổi cây nữa. Rồi, tiếp theo là mã B4 cho chú anh chị. B4. Hoành 20 của chú anh chị, cao 12 ha. Rồi đế là 45, giao lưu cây này 230k của chú anh chị. 230k bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Mã số là B4. Dạ rồi. Rồi, xin lỗi cây. Tiếp theo là mã B5 của chú anh chị. Cái cũ này nhìn lại rất là to đó chú. Đây nè. Rồi hoành là 23 của chú anh chị. Cũ là 45, cũng đặt kẹo luôn của chú anh chị. Cao 16 cm ha. Cái này xin vô luôn 350k. Bao phí ship toàn quốc của chú anh chị. Cũng đế quá đẹp. 350 thôi ha, trên lệch không bao nhiêu chú, nhưng mà củ này rất to. Đó. Này có thể cắt lùng lực được luôn á cô chú anh chị. B6 cô chú anh chị. Dạ. Hoành 21 cm. Nồi đế là 37 cô chú anh chị. Chiều cao 11 cm ha cô chú anh chị. Mã số là B6. Xin giao lưu cô chú anh chị mình là 300k. Mã B6 cô chú anh chị, 300k bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Xin đổi cây. Dạ. Tiếp theo là mã B7 cô chú anh chị. Vẫn là trang sen. Hoành 20 cô chú anh chị, chiều cao 14 ha.
củ đế 45 250k thôi cho chú anh chị, 250k bao phí ship ha. Cô chú anh chị mình có mua số nhiều thì có giảm giá. B7. B7. Ok. Rồi. B8. Đây là tốt cành rất là khéo luôn cô chú anh chị. Còn là 22. Rồi để 48, cái rễ này có thể mình cắt bỏ luôn được luôn cô chú anh chị, cho cái củ nó gom lại ha. Cây này nó cũng góc ngọn rất là đẹp. Chiều cao là 15 cm ha. Xin giao lưu là 300k bao ship thôi cô chú anh chị. Số là B8 ha, 300k bao phí ship toàn quốc. Dạ. Rồi, đổi cây. Rồi, đổi luôn. Tiếp theo là mã B9 cô chú anh chị. Đây rất là đẹp cô chú anh chị. Hai mặt tiền, hai mặt che mặt tiền được hết ha. Kiếm có mấy lô cây đẹp gì thì mình lựa cho chúng chị lựa từ cây ha. Hoành 23 cm, chiều cao là 13, lồi đế là 48. Đây là giao lưu là 350k ha cho chúng chị, 350 lo ship toàn quốc ha. B9. Dạ rồi. Xin đổi cây. Tiếp theo là mã B10 cho chú anh chị. Cái bài nó hơi nghiêng ha. B10. Hoành 22 cm cho chú anh chị. Cao là 12. Rồi đế 39 cho chú anh chị. Mã số B10 ha. Giao lưu 300k. 300k. Bảo phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị. B10. Rồi, xin đổi cây. Rồi, tiếp theo mã B11 ha cô chú anh chị, dáng kịch tàn đa ha. Cũng là cái đế đẹp. Khoảng 20 ha cô chú anh chị, cao 13 ha. Rồi đế 44 ha. 280k bao phí ship toàn quốc ha cô chú anh chị. B11. Rồi. B12 ha cô chú anh chị. Cây này hoành nhỏ nhưng cái củ đặc cứng, hoành 19 ha cô chú anh chị. Củ 39 ha, quả trẻ củ đẹp. Cao 13 cm ha. 250k bao phí ship luôn cô chú anh chị. B12. Dạ. Yeah. 250. Này mà có 250 thôi em hả? Dạ. Quá hữu nghị luôn. Quá đẹp luôn á chú ơi. Nói luôn. Okay. Rồi, tiếp theo là B13 ha cô chú anh chị, chàng đỏ lá nhỏ ha. Dạ. Đây này tôi hình cắt cái cành này ha, cắt cành dưới này đi cho nó lộ mặt tiền ra ha cô chú anh chị. Hoành 18 cm ha. Cao 13, đế đều 24 giờ ha, 230k ha cô chú anh chị, 230k. Cái này thì do lúc người ta bứng, ta làm bầu nó bị chày ha, nếu mình có gì mình bôi keo nó cuốn lại cô chú anh chị, lột da ha. Rồi, B13, 230k. Dạ, cây. Rồi, tiếp tục. Tiếp theo, B14 cô chú anh chị. Cốt cành quá đẹp. Điều đẹp luôn cô chú anh chị, tàn tròn ha. Cây này có thể mình cắt gút chỉnh sửa lại cô chú anh chị. Hoành 23 cm ha cô chú anh chị, cao 12 ha. Giao lưu 300k bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Cây này thì mình cũng giao lưu là bao ship cho cô chú anh chị hết ha cô chú anh chị. B14, xin đổi cây. Tiếp theo là mã B15 cô chú anh chị. Cốt cành cũng rất là đẹp. Hoành 21 cm ha, cao 12, giao lưu 280k bao phí ship toàn quốc cho tôi chú anh chị mình nha. Cây nào cũng sửa đế sửa cũ hết trơn em ha. Dạ.
hàng sắp đế sắp đế đây 15 280k ok. Tiếp theo là B16 cho chú anh chị. Hàng đều ha, hàng đều đế đẹp cho chú anh chị. Quần 20, chiều cao 16 ha, vô luôn 250k, bao cái số toàn quốc cho chú anh chị nha. Dạ. B16, B16. Xin đổi cây luôn. Dạ. B17 cho chú anh chị nha. Quanh 19 cho chú anh chị, cao 11 ha. Giao luôn 250k, bao phí ship toàn quốc cho chú anh chị nha. B17. Dạ, 250. Quá dễ xin chơi luôn ha chú anh chị. B18 của chú anh chị. Quanh là 19 ha, cao là 14. Giao lưu 230k, bao phí ship toàn quốc của cô chú anh chị. Chẳng đỏ lá nhỏ, 230k, bao phí ship. Gắn vài năm thêm còn hàng không nữa. Xin đổi cây của cô chú anh chị. B19 to lùng lực luôn cô chú anh chị. Hoành 21 cô chú anh chị, cao 12 ha, vô luôn 280k, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị. 280 quá to quá già luôn cô chú anh chị. Ok, cây này xưa mua 700-800 ngàn, 1 triệu mua chú anh chị. B20 xưa mà hoành từ 20 trở lên là 1 triệu một cây cô chú anh chị. Thời điểm nó trang rất là hiếm. Cây này hoành 23 ha cô chú anh chị, cao 13 ha, vô luôn 300k. Thời điểm nó cũng không có cây to ăn gì mà đế đồ đẹp gì đâu cô chú anh chị. Giờ mình trồng mình giờ, sắp giờ, được hết chú. Giờ người ta làm đế đâu được hết, rất là đẹp rồi. Càng ngày càng đẹp đó cho mình chơi thôi. Rồi, mà giá thì mềm đó cho nên là mình cứ việc mình chơi tới thôi. Dạ. Rồi, xin đổi cây. Rồi, tiếp theo B21 cho chú anh chị. B21 hoành 21cm luôn cho chú anh chị. Cao là 13 ha. Giao lưu 300k, bao phí ship toàn quốc thôi cho chú anh chị. Một cốt đế đẹp ha. Dạ. Xin đổi cây luôn cho chú anh chị. Tiếp theo là B22 cho chú anh chị. Hoành 22 luôn cho chú anh chị, cao 11 ha, lùng lực tàn đa đế đều. Rồi cây này giao lưu cô chú anh chị mình cũng 300k, bao ship toàn quốc luôn. B22 thôi cô chú anh chị. B22. Rồi xin đổi cây. Rồi. Rồi tiếp theo mình lên Mai Chiến Thủy rồi cô chú anh chị nha. Này có mấy cây tông cao nữa cô chú. Lưu trình ruột Cà Mau ha. Cây thì mầm rất là khỏe, cao cô chú anh chị không thích cao có thể mình cắt hạ xuống nữa, hoặc mình trồng mấy cái lùng mình chơi ha, có cao có thấp cô chú anh chị mình chơi đa dạng ha. Hoành ngay vị trí này là 39 ha cô chú anh chị, thủ đế là 66, mầm rất là khỏe, cao tổng là 30 ha. Cây này thì ngay nu là nó sẽ ra mầm vậy nè cô chú anh chị. Rồi cây này giao lưu là 500k ha, bao ship toàn quốc cô chú anh chị. Mã B23. B23 Mai Chiếu Thủy da đen lá lớn. Dạ. Dòng lưu Cà Mau ha, lưu chùm gột Cà Mau 500 em ha. Dạ. B23 xin đổi cây cô chú anh chị. Dạ. Tiếp theo là B24 cô chú anh chị. Này Trực Văn Nhân ha, tông cao ha. Văn Nhân cành rớt. Nếu có thể mình lấy dưới đây một cây chi lên mình làm một cái cây tử ha.
Cây này hoành là 20, hoành eo nhỏ nhất là 20 nha cô chú anh chị. Đế nôm đẹp quá chú ơi. Ngay cái củ này đo được là 38 nè. Chỗ mí rễ thân giáp nhau là 38. Rồi, đây là 64 thôi cô chú anh chị. Cao tổng nó là 49 ha. Rồi cũng xin vô luôn là 500k, bao phí ship toàn quốc luôn cô chú anh chị. B24 500k, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Dạ. 500. Rồi. Đổi luôn em ha. Đổi ok. Rồi, tiếp theo B25 cho chú anh chị dáng văn nhân nữa ha. Chú anh chị mình về làm cây văn nhân cho chú anh chị. Cây này thì eo nhỏ được cái củ to ha, hoành là 20. Củ đế đặt toàn bộ gì là 74 cho chú anh chị ha. Chiều cao là 44 thôi cô chú anh chị, mã số B25 400k, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. 400k để chơi cô chú anh chị tiền ship 100.000 à, cái cây còn có 300.000. Này có thể lùng lực cũng được em ha. Đóng luôn, lùng lực có thể cắt xuống cô chú anh chị, yeah. Tùy thích ha. Tùy. Mình thấy cái lắc này nó đẹp, mình để cao. Cũng chà bá luôn. Đây là 26 nha cô chú anh chị. 26. Này thì to. To cao. Còn vị trí này là 25. Cái củ đặt này là 42 nè cô chú anh chị. Dạ. Yeah. Ha. Nồi đế là 72. Cao tổng như vậy là 65 cô chú anh chị nha. Có chừa sẵn cây tử ở dưới luôn rồi. 500k cô chú anh chị. Cây to nhưng mà toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Về vô chậu chơi. To nhưng mà giá mềm hả cô chú? Giá cực kỳ luôn, 500 thôi. Đây 26. Dạ rồi, đổi em ha. 26. Cây cô chú anh chị. Rồi, đây một cái cây cao. Cao luôn ha. Đi. Đây 27. Văn nhân cành gớt nữa cô chú anh chị. Dạ. Cây này chưa cặp với cây kia. Cái nguyên nhân này làm cây rất là đẹp cô chú anh chị. Heo là 26 ha. Củ 37. Đế 69 cô chú anh chị. Cao 65. Rồi cây này mình vô lô cô chú anh chị mình 550.000 ha. Ở phía toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Rồi. 550. Tầm rất là khỏe cô chú anh chị. Này vô cho ông là nuôi thôi. Rồi tiếp tục giúp anh ha. B 28 cô chú anh chị. B 8. Cây này thì tầm trung trung thôi. Cao không cao mà lùng cũng không lùng hết chú. Giót ngọt. Cũng lắc đẹp ha. Trồng thì mình cho nó đứng đứng cũng được. Hoành 26 eo ha. Hai cái củ này là 40. Cả nồi đế là 72 ha cho chú anh chị. Cao tổng là 42. Mình có thể mình chỉnh gì sơ lại ha. Đúng rồi. Trồng chỉnh sơ lại mình vô dây bẻ sữa tùy thích ha. Rồi cây này mình giao lưu 450k ha cô chú anh chị. 28 450. Dạ. Này nó có cái bệ chải này nhìn đẹp lắm nha chú. Cũng đẹp lắm cô chú anh chị. Cái cũ à. Chơi rẻ tiền dễ chơi cô chú anh chị. Rồi đùng đùng lại luôn. B29 dòng này thì giá nó quá dễ chơi à. Cô chú anh chị mình mua hai cây mình chơi ha. Tập chơi bẻ sữa, mình chơi cây hoa nó cũng thơm, cũng vui nữa cô chú anh chị. Hoành eo 21 ha. Ngay cái chén rễ này 37 cho cô chú anh chị. Rồi để đặt 76. Cao 22 cô chú anh chị. Mã số B29. Cây này cũng giao lưu cô chú anh chị mình 450.000 thôi cô chú anh chị. Dạ. Rất là dễ chơi. 450. Rồi xin đổi cây luôn. Rồi. Rồi tiếp theo B30 ha. Một củ to đặc đẹp cho chú anh chị. Một củ thư lừ luôn. Đây đo cái củ đặc trước ha. Cái củ này là 67.
xúc lên đây một chút là 48 ha cô chú anh chị, ngay đây ha. Dạ. Rồi đo lên cái eo luôn, còn chụp lắc lùng lực cái eo này 21, cao tổng gì là 20 cô chú anh chị, mầm khỏe ha. Đó, thấy cái mầm này ngay đây là nó mình chơi chụp lắc lấy ngay đây cô chú anh chị ha, đây ha, đỉnh lên ha cô chú anh chị. Đó, hợp nó ra rất là mạnh luôn, 600k ha cô chú anh chị, đau cái xúc toàn quốc B30 ha cô chú anh chị, một cũ như vậy 600k ha cô chú anh chị. Dạ. Yeah. Trước còn mấy cũ như vậy là mua tiền triệu. Cả triệu. Rồi B31 ha cô chú anh chị. 31. Rồi tiếp tục luôn. Con cái này nó hư rồi cho chú anh chị, nó hư da, bỏ qua đi. Yeah. Rồi nó tuột chỗ đó em ha, để đó coi sao. Ôi, cái mình này nhà vườn mình nuôi lại cho chú chị như thế này mới ổn rồi của chú. Mình bán cây mà cây mình thấy nó có vấn đề nhẹ thôi là mình bỏ ra thôi cho chú chị, mầm lớn à, mầm của chú chị điểm. Mình nuôi không được công. Rồi hoành ngay đây là 34 cm cho chú chị. Dạ. Yeah. Củ đặt ngay đây là 43, ở nồi đế là 79 ha, chiều cao này là 16 cm cô chú anh chị, mầm rất khỏe ha, mầm ra chính xác luôn. Mấy này đi luôn đóng thùng ngút cho cô chú anh chị không, cô chú anh chị cái này đẹp nha chú, cái này gì rất đẹp ha, mấy nhưng mà cái cũ 700k ha, cái cục đế này là 4 tay luôn cô chú anh chị, mầm rất là khỏe, sổ đế luôn là đẹp luôn đó cô chú anh chị. Dạ. Mã 31 700k, tao cũng xếp toàn quốc ha. Rồi dạ. Tiếp theo mình lên Hồng Ngọc Mai cô chú anh chị. Rồi, xin lỗi cây củ này to lắm, giống như cái núi vậy. Bình nặng luôn. Tiếp theo mã này là 32 B32 ha cô chú anh chị. Hồng Ngọc Mai, một thân sắp đế à, tàn thì tàn tự nhiên. Đó. Tàn cắt tròn tự nhiên để đẹp thôi cô chú chị, có thể về làm bonsai. Hoành này là 9 ha, hoành nó dao động 90, cao từ 25 tới 30 cô chú chị. Mã 32 200k bao ship. Dạ, một cặp 200 thôi, đẹp nha quý cô chú. À, sắp đế mà đó, bông nè, bông chuẩn bị nở nè, nó đang ôm nụ ha. Dạ. 32 200k. Mình rồi, chơi hoa rồi nó có trái nha quý chú, trái thì như trái seri. Rồi tiếp theo là B33 của chú chị nha. Rồi B33 cũng hoành thì nó dao động cũng 8 đến 10, cao 25-30 nha của chú anh chị. Cũng 200.000 bao ship luôn của chú anh chị nha. 200k bao ship toàn quốc cho của chú anh chị mình nha. Rồi hôm B33 ha cô chú anh chị. Hôm nay tới đây rồi em hả? Dạ. Hôm nay tới đây. Cuối thôi. Rồi. Cuối cô chú anh chị cũng xin chào cô chú anh chị mình ha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị mình trong các clip tiếp theo. Dạ. Nhớ đăng ký kênh hả chú để tiếp tục và giao lưu với em nhàn ha. Con chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.